Tổng kiểm tra khung còn được gọi là dãy kiểm tra khung, FCS, hay kiểm tra độ dư vòng, CRC. Máy tính nguồn tính giá trị này và đưa kết quả vào trường tổng kiểm tra khung. Khi máy tính đích nhận được gói, nó áp dụng cùng một thuật toán và so sánh kết quả của nó với giá trị do trạm nguồn đưa vào. Nếu hai giá trị này khớp nhau, thì gói được chấp nhận và được xử lý. Nếu hai giá trị không khớp nhau, thì gói bị xóa. Để tính CRC, người ta chia một số nguyên tố 33 bit cho tổng giá trị của mọi bit trong gói dữ liệu, trừ trường mở đầu và trường CRC. Số dư của phép chia luôn là một số 32 bit và được đưa vào trường CRC. Bằng cách này, các lỗi bit có thể được phát hiện. Token Ring là một công nghệ khác thuộc tầng giao diện mạng. Công nghệ mạng này sử dụng hình trạng vòng ring. Vòng ring này còn được gọi là vòng logic. Tuy nhiên, hình trạng vật lý của mạng Token Ring lại có dạng hình sao, trong đó mỗi máy được nối vật lý tới mọi máy khác. Phương pháp truy nhập đường truyền sử dụng trong mạng Token Ring là chuyển thẻ bài, Token Passing. FDDI cung cấp các kết nối tốc độ cao cho nhiều loại mạng khác nhau. FDDI được thiết kế cho các máy tính cần tốc độ lớn hơn 10 megabit trên giây của Ethernet hoặc 16 megabit trên giây của Token Ring. Một mạng FDDI gồm hai luồng dữ liệu tương tự chảy ngược nhau trên hai vòng ring. Một ring là ring chính và một ring là ring phụ. Nếu có sự cố trên ring chính, chẳng hạn lỗi ring hoặc đứt cáp, thì dữ liệu được gửi trên vòng ring phụ để quá trình truyền được liên tục. Giống Token Ring, mạng FDDI cũng sử dụng phương pháp truy nhập truyền thẻ bài. Tuy nhiên, một máy trên mạng FDDI có thể truyền nhiều gói dữ liệu trong khoảng thời gian giữ thẻ bài, được xác định bởi bộ đếm giữ thẻ bài. Sau khi bộ đếm này hết hạn, thẻ bài phải được giải phóng. Do máy tính không phải giải phóng thẻ bài trước khi bộ đếm giữ thẻ bài hết hạn, nên tại một thời điểm có nhiều gói cùng di chuyển trên mạng. Kiểu truyền thẻ bài này hiệu quả hơn kiểu truyền thẻ bài của Token Ring, kiểu mà chỉ cho phép một gói di chuyển trên mạng tại một thời điểm. Phương tiện truyền dẫn sử dụng trong FDDI là cáp quang, cho phép truyền dữ liệu ở tốc độ từ 155 đến 622 megabit trên giây. Do Token Ring và FDDI sử dụng cùng phương pháp truy nhập nên không có gì ngạc nhiên khi định dạng khung của chúng cũng tương tự nhau. Về cơ bản, có 3 điểm khác biệt. Thứ nhất, khung FDDI không có trường điều khiển truy nhập nhưng có một phần mở đầu để đồng bộ thiết bị nhận. Thứ hai, FDDI cho phép kích thước tối đa của phần dữ liệu là 4.500 byte. Điểm khác biệt thứ ba nằm ở trường trạng thái khung. Nó có chiều dài 2 byte và giữ các chỉ báo về nhận dạng địa chỉ, sao chép, gói và đèn hiệu. Trái với công nghệ Token Ring, chỉ báo lỗi trong FDDI cho biết gói phải truyền lại. Frame Relay là một công nghệ truyền mạch gói cho phép truyền các khung có kích thước khác nhau qua mạng. Các khung này chứa thông tin thêm vào để xử lý lỗi và đánh địa chỉ. Truyền thông được thực hiện thông qua các đường dữ liệu ảo thường trực do mạng cung cấp. Để truy nhập nhanh tới dữ liệu, các kết nối số và các liên kết cáp quang thường được sử dụng. Truyền mạch gói là phương pháp chia dữ liệu cần truyền thành các gói dữ liệu nhỏ. Những gói này được gửi tới bộ truyền mạch, nơi sẽ chọn ra tuyến tốt nhất tại thời điểm đó cho các gói. Cho dù các gói có thể tới đích thông qua các đường đi khác nhau, nhưng máy nhận vẫn có thể ghép chúng lại thành dữ liệu ban đầu. Tuy nhiên, có thể thiết lập các kênh ảo thường trực để tất cả các gói có thể tới đích trên cùng một đường đi. Cách này cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn bằng cách chọn một tuyến đích thích hợp mà qua đó các gói dữ liệu không bị phân mảnh. Frame Relay là công nghệ truy nhập điểm-điểm và tốc độ truyền dẫn của nó phụ thuộc vào kênh trung kế. Cấu trúc của một khung Frame Relay như sau. Các trường cờ trong tiêu đề và phần đuôi được dùng để phân định điểm bắt đầu và kết thúc của khung. Trường địa chỉ dài 2 byte chứa thông tin về kênh ảo cũng như các chỉ báo tắc nghẽn. Trường dữ liệu chứa dữ liệu của tầng trên, trường này có kích thước tối đa 16.000 byte. Cuối cùng là trường dãy kiểm tra khung, trường này đã được đề cập ở phần trước.